Bạn yêu thích những sản phẩm công nghệ? Bạn quan tâm đến những thông tin khoa học lý thú? Đừng bỏ lỡ bản tin B-News được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube Công nghệ B-Channel. Với thông tin gần đây cho rằng nhà nước chuẩn bị ra dự luật về an ninh mạng mang nhiều tính mơ hồ và có thể dẫn tới nguy cơ chặn các công ty dịch vụ mạng lớn trên thế giới như là Google, Facebook, Twitter. Và để tránh bị tình trạng mất mạng do bị tường lửa chặn có thể dẫn tới không giao dịch được trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số, thì chúng ta nên tìm hiểu về một công cụ đặc biệt có tên là Tor. Đây là một công cụ có thể giúp chúng ta truy cập Internet an toàn với tính ẩn danh cao và hầu như không thể theo dõi dấu vết. Tor là gì? Tor là viết tắt của các từ tiếng Anh Georgian Router, bộ định tuyến cũ hành. Tại sao lại là cũ hành? Cũ hành có nhiều lớp vỏ, bóc lớp này lại có lớp khác và Tor hoạt động theo kiểu như vậy và dựa trên cơ chế mã hóa dữ liệu nữa. Để truy cập vào một máy chủ qua mạng lưới của Tor, bạn không nên truy cập thẳng đến nó mà qua rất nhiều các máy chủ trung gian. Ở mỗi bước dữ liệu đều được mã hóa và máy ở sâu không biết trước đó thông tin gồm có những gì và đến từ đâu. Và đến máy đầu ra cuối cùng thì kết nối đến máy chủ đích. Do vậy, máy chủ đích không biết thông tin được kết nối đến nó là từ máy tính nào và địa chỉ thế nào cả, trừ trường hợp trong đó có firm thông tin mà người dùng lại khai báo cụ thể. Như vậy, nếu máy chủ muốn theo dõi người dùng thì cũng chỉ phát hiện ra thông tin và địa chỉ của máy đầu ra trong mạng lưới Tor, còn vẫn không thể tìm ra được máy của người dùng vì máy chủ đầu ra của Tor không thể biết thông tin gì về người dùng vì thông tin mà nó vận chuyển đã được mã hóa. Tor được ra đời như thế nào? Tor được phát minh bởi một phòng nghiên cứu của Hải quân Mỹ với mục đích bảo vệ thông tin tình báo cho quân đội Mỹ. Sau đó, nó tiếp tục được phát triển bởi DARPA, một dự án nghiên cứu cao cấp của quân đội Mỹ. DARPA cũng là cơ quan phát minh ra mạng lưới Internet. Sử dụng Tor thế nào? Giao thức của Tor có thể được thích hợp với nhiều hệ điều hành thiên về bảo mật như là TazOS hay là QPOS hoặc trình duyệt Tor. Nhưng cách dễ sử dụng nhất là sử dụng trình duyệt Tor. Deep Web và thế giới ngầm. Việc truy cập ẩn danh và máy chủ ẩn danh khiến người ta tạo ra một thế giới ngầm với những dịch vụ và trang web nguy hiểm như buôn bán ma túy, hộ chiếu giả, vũ khí và các loại hàng lậu, những dịch vụ hacker tạo virus tấn công website. Và có không ít bài báo, người ta nói nhiều đến thế giới ngầm của những băng đảng mafia trên mạng Internet gọi là Dark Web, Deep Web. Có những người cho rằng Deep Web là một thế giới rộng lớn không kém gì web nổi, thậm chí còn lớn hơn. Còn gì tương tự như Tor? Ngoài Tor ra, có lẽ nổi tiếng nhất là giao thức I2B. Ngoài Tor ra, có lẽ nổi tiếng nhất vẫn là giao thức I2B. Giao thức này ra đời sau Tor và cũng có một số điểm ưu việt. Tuy nhiên, I2B không được phổ biến bằng Tor và cũng ít máy và phần mềm hỗ trợ hơn. Ngoài ra còn có mạng lưới Freenet cũng giúp mọi người có thể trao đổi thông tin online một cách ẩn danh và an toàn. Những nghi vấn về Tor. Sau sự kiện hàng loạt website bán ma túy bị FBI đánh sập và FBI cũng tóm được những trùm buôn lậu ma túy và người ta nghĩ rằng Tor có khả năng có những lỗ hổng hoặc cửa hậu nào đó mà cho phép FBI có thể tìm và phát hiện ra nơi để máy chủ của các trang web buôn bán ma túy như Silk Road. Nói chung, nếu không làm gì nguy hiểm thì Tor có thể là công cụ hữu ích, có thể là công cụ giúp bạn bảo vệ sự riêng tư. Nó đặc biệt giúp bạn kinh doanh tiền số với số lượng rất lớn, tránh được nguy cơ bị theo dõi và nguy cơ tịch thu trong khi tình trạng luật pháp ở Việt Nam không mấy được đảm bảo. Nó cũng giúp các bạn có thể tránh bị hacker theo dõi và đặc biệt nếu nhà nước có áp dụng tường lửa với sự giúp đỡ của Trung Quốc thì mọi người vẫn có thể truy cập Facebook, Google để giao lưu bạn bè hoặc tra cứu, học tập và tìm hiểu thông tin mà không bị giới hạn. Cho dù có thể bây giờ bạn chưa cần dùng đến Tor, nhưng hãy tải phần mềm này để đảm bảo bạn không bị gián đoạn truy cập mạng dù cho tình hình nào và nếu có thể hãy chia sẻ kinh nghiệm này cho bạn bè mình cùng biết nhé.
Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin BNews ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của BChannel. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.